Tại Hà Nội, dịch vụ karaoke, quán bar, internet đã mở cửa trở lại sau gần một năm đóng cửa. Và đây là Viking. We back baby. Nói chung là Viking đoàn trình nhập cũng ổn rồi nhỉ. Tiếp theo mà ở đâu nhỉ? Cầu Giấy nhỉ? Tôi nhanh nhá. Mà đâu, anh em trên group muốn Hà Đông comeback cơ. Nhưng mà anh lại nghĩ là Long Biên thôi ạ. Có thể Sài Gòn thì sao? Cụ thể là số Vinh Nghệ Tĩnh. Nhưng mà tiền đâu? Mở cyber cho Sài Gòn đắt vơ. Alo. Làm đi em. Mình dâu mà. Oh my god, Vy. Một tình huống có tổ chức và đây là một tình quả flash bung ra ba người trắng liền và đó là bốn ma cho my god, Vy. Di chuyển xuống đến top, top đổi được một và đó là double kill dành cho top. Mặt liên tục và thôi không được rồi. Một viên đạn đã bị bỏ phí. Bây giờ thì vẫn đang cố gắng gỡ đến từ công chúa ngốc, gỡ được nửa rồi. Cái bom nano không tới. Chính xác là có tới nhưng đam nó không đủ để dứt điểm ngay công chúa ngốc. Và bây giờ Zidane đang gỡ luôn. Bên phía bên kia thì không ngờ tới. Và đó là một tiếng bắt cực kỳ khó hiểu đến từ vị trí của Zidane 2K trước 4 player của FireX. Có mình khu vực City chỉ rất là đẹp rồi. Đà Lăng vừa kết thúc cho mình mạng của Linh Lep. Trời ơi đấy. Mạng cho Thunder. Và bây giờ chỉ còn một mình ra một khu vực City mà thôi. 3v1 chắc chắn sẽ là một tình huống hot đây. Dành cho Linh Lep level 10. Mình dâu mà.